Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay bên em là đang đi lắp đặt hai đôi loa của hãng FPV đồ. Đó là một đôi C7000 và đôi C6000. Đấy, những cái thời gian gần đây là những cái đôi dòng loa của FB là bán rất nhiều các bác quan tâm và đặt hàng, đặc biệt đôi C7000 và 6000 có thời gian được rồi còn không có hàng để bán ấy. Đây là đôi C7000 này các bác nhá. Bên em đã test tất cả thử hết rồi, đóng gói. Tại vì xe này nó khi để hộp nguyên bản của nó có hộp gỗ thì không thể vừa được xe này. Vì thế thì khi kiểm tra là bên em tháo tung hết hộp gỗ nó ra, còn sẽ đóng gói thế này cho nó đơn giản nhất để đi cho nó thuận tiện. Đây còn một đôi C6000 là cũng một của bác khách quen. Một đôi này, hai đôi này đều về các bác khách hàng ở Hà Nội nhé. Một đôi là về bên Đông Anh và một đôi về bên Yên Viên. Đấy, đôi này đôi C6000. Đôi C6000 này thì một bác này trước đã lấy một đôi rồi. Bây giờ lấy chắc là lấy cho bạn bè hoặc là anh em hàng xóm rồi đấy. Thì thấy đẹp, thấy hay, thấy rẻ nên là lại đặt tiếp bên em. Những đôi loa cây này rất to. Xe này chỉ xếp được hai đôi là xong. Đấy, là cũng rất khó khăn mới vào được. Đấy, các bác biết rồi, cái dòng của FB Bờ Đồ, hàng của FB thì đặc biệt nó là rất chất lượng và giá thành của nó lại hơi rất hợp lý nhé, nên vì thế là các bác tin dùng là đúng thôi, lựa chọn là đúng thôi. Đấy, bây giờ đang lên xe. Trời thì hôm nay là thời tiết rất là đang mưa phùn nhưng mà vì tinh thần phục vụ và nhu cầu khách hàng bên em vẫn cứ cho lên được. Hôm nay chiều 11 tháng 2. Đây, xe công ty. Mỗi một lần có các combo nào mà lắp combo đi hàng của FB thì bao giờ công ty cũng điều xe đi và đồng thời điều đội ngũ kỹ thuật nên là lắp đặt cho các bác. Chính vì thế các bác là khi dùng cái sản phẩm của FB này yên tâm nhé. Đôi loa rất to, rất cao, hai người chiên có thể được. Vâng, rồi giờ thì bên em là có đội ngũ kỹ thuật nên lắp đặt cho các bác Bắc Sơn ở Đông Anh và một bác Lam ở Yên Viên. Thì trong vòng khoảng tầm tiếng, hơn tiếng nữa thì có thể nên sẽ lắp đặt cho các bác thôi. Cầu Đuống bây giờ là gần 4 giờ nên là mật độ cũng thưa thớt, chưa được đông lắm. Chắc phải tầm 5 giờ, giờ tan tầm, 4:30 giờ thì trên cầu đường nó mới đông. Vâng, và giờ đã gần đến nhà bác Nam rồi nhá. Đang đợi các cái ra đón. Đây có cái đình làng Yên Viên rất đẹp phải bác ạ. À, nhìn phong cảnh rất đẹp. Ý nghĩa. Vâng, hiện giờ đã mang hàng đến nhà Nam nhá. Đây một đôi ở Đông nữa đây. Một đôi này em chúc chuyển lên trên Đông Anh. Bên em đã lắp đặt và bàn giao xong cho anh Nam đôi C6000 và tất cả mọi người anh Nam đã ủng hộ bên Huy Hoàng, và bây giờ bên em mang đôi C7000 lắp cho anh Sơn ở Đông Anh. Đôi C6000 là bên em đã bàn giao xong cho anh Nam ở bên Yên Viên. Bây giờ đã là 5 giờ rồi thì bên em tiếp tục hành trình sang bên Đông Anh để bàn giao cho anh Sơn cái đôi C7000 nhé. Chiều nay là bên em bàn giao hai đôi loa cao cấp của FB Bờ Đồ C6000 và C7000. Và vâng, xong xin mời các bác chúc đến cảm nhận cái đôi C7000 để lắp đặt cho bác Sơn ở bên Đông Anh. Giờ đã gần tối rồi thì xe bên em đã lên đến trên Đông Anh để bàn giao cho anh Sơn một bộ âm thanh. Đấy, thì bây giờ là bên em đã hạ hàng để mang vào lắp đặt cho anh Sơn, và xin mời cho các bác chúc là có trải nghiệm cùng âm thanh thực tế bên đôi loa C7000 với không gian gia đình anh Sơn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.